Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xếp hạng các con tướng SS có trong game chiến binh tối thiểu anh nha. Xếp hạng từ top 1 cho đến những con tướng cùi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua. Ở đây thì mình qua được mấy con tướng thôi, chưa có tổng hợp hết được tất cả các con tướng hiện có trong game như Wasu này, Android 18, Lamasu. Đấy, và con những con tướng ăn ở đây vẫn chưa tổng hợp hết đâu, có mấy con tướng thôi nên mình sẽ đánh giá mấy con tướng hiện có ở đây cho anh em xem qua thôi. Mình sẽ phân tích xem điểm mạnh điểm yếu của nó là gì nha. Đầu tiên là con tướng Vegeta Shira cấp 2 này, đây là một con tướng khi anh em đạt VIP 9 anh em nhận được này. Con tướng này thì nó sẽ tăng sát thương khi anh em đánh lên mục tiêu dưới 45% máu và có thể cơ hội đánh liên kích. Con này lúc tung trưởng nó tăng cái khả tỷ lệ né cho con xeo, tại vì nó sẽ giảm cái tỷ lệ chính xác của địch đi. Theo mình đánh giá nó chỉ ở cái dạng top 3. Sau khi test được nhiều mình thấy con này nó chỉ là top 3 thôi. Tiếp theo đó là con tướng Goku này thì nó đam to hơn và nó đánh phần trăm khi kẻ địch lớn hơn 70% máu thì nó sẽ tăng sát thương lên. Cũng có cơ hội giảm công lăng các thứ các kiểu con đà điểu. Mình đánh giá hai con này nó ngang nhau, nhưng mà mình thấy con này nó sẽ ổn hơn. Cái này nó sẽ làm giảm hiệu quả chính xác, giảm hiệu quả hồi máu này. Con Goku Sera cấp 2 nó tung trưởng, nó giảm hiệu quả hồi máu của kẻ địch đi. Còn con Goku kia, con Vegeta cấp 2 kia thì nó lại giảm chính xác đấy em nha. Nên mình đang phân vân không biết con nào hơn. Nhưng mà riêng con này nó đánh tất cả hiệu quả lại không thể né tránh này. Còn con Vegeta kia chém thì tung trưởng thì nó vẫn có thể né tránh được. Lại tăng cái hiệu ứng lên. Nên mình cứ tạm xét con Vegeta này hơn anh ạ. Tại vì nó gây được nhiều hiệu ứng hơn. Con này thì đam sẽ ổn hơn, đam to hơn. Nhưng mình cũng chỉ đánh giá con tướng này ở vị trí top 3 thôi. Tiếp theo đó là con tướng Taguma. Con này thì đam to hơn con Trăng ấy, nhưng mà để đạt được cái hiệu quả kích đam của con tướng này nên thì nó cần một số cái điều kiện như kẻ địch phải chịu hiệu quả đế bắp, chịu hiệu quả khống chế thì nó mới tăng đam. Còn đánh thường nó có thể gây hiệu ứng loại bỏ tịnh hóa của kẻ địch, loại bỏ búp của kẻ địch, loại bỏ búp đế bắp trên người mình. Hay như mình đánh giá con này còn vào top 2 thôi. Tiếp theo con Sobet. Sobet này là được điểm ngon của nó là nó có thể kích hoạt được cái hiệu ứng phản loạn, hay cái hiệu ứng lên cộng đồng của những kẻ địch, những cái đồng đội của mình có cái tính cách phản loạn như Taoma và Heo Vegeta. Thật ra thì phản đánh thường của nó có gây hiệu ứng xuất huyết, hóa đá các kiểu. Theo mình nghĩ nó chỉ là động bình thường thôi. Đây, tiếp đến là con tướng hồi máu quốc dân của anh em. Đặt ngay vào hạng đầu top 1, tại vì sao thì anh em đủ biết rồi. Hồi máu này dòng sáng xị, tăng đam, tăng sát thương. Đấy, đam cũng ổn mà tăng cũng ổn luôn. Hóa chất Black Goku. Con tướng này top 3 luôn, không suy nghĩ nhiều. Nó sinh ra là để trị phe đỏ, nhưng mà nó cũng rất dễ bị counter vào những con tướng khác thôi. Nó không thực sự quá cứng ở cái phần tăng đâu, cũng rất dễ bốc hơi. Bốc 2 thôi nha. Tiếp theo đến chính là con tướng tờ răng sư kỳ tích của anh em đây. Đam thì cũng ổn, cơ động cao, ulti thì có thể chuyển từ mục tiêu này sang mục tiêu khác nên không bị lọt đi cái lượng sát thương nào. Liên kích đánh được liên toại luôn, thì cái lượng sát thương nó gây ra nó rất to. Nó sẽ to hơn, đam tay kiểu như là đam tay được 150% rồi. Sát thương gây ra to hơn so với Taguma rất nhiều. Chắc chắn là top 1 rồi, đẹp trai. Kích khóa thần lên thì không bị dính hiệu quả đi mắc. Khá là khó chịu đấy, đừng đùa, khóa thủ cũng quá luôn. Pharos đam tay cũng gây hiệu ứng xuất huyết. À không, đam tay không gây hiệu ứng xuất huyết, mà nó đánh tăng sát thương lên những cái nhân vật và tư chất SS này. Trưởng thì gây xuất huyết, đam tay thì gây hiệu ứng câm lặng thôi, nếu mình nhớ không nhầm.
Thế nên mình đánh giá con tướng này cũng chỉ là hạng bình thường rồi. Bư top 1 thì anh em đã biết rồi, hai con này chắc chắn đội hình nào cũng phải có luôn. Bư thì đỡ siêu cứng, Xeo thì né như thần. Ngô tinh này cũng xịn này. Ngô tinh này nhiều con top 1 quá nhỉ. Tại mình nghĩ con này cũng không được, chỉ đang tạm ổn đó. Tốt một quá, con nào cũng khuyên anh em chơi thế này thì chết. Gohan này thường thôi. Con Gohan này theo mình đánh giá cũng là hạng tốt 1 được này. Con Gohan này về lết thì sẽ khỏe lắm. Chắc chắn vị trí đầu tiên chúng ta sẽ là heo Vegeta rồi. Đam to, đánh có gây hiệu ứng choáng và hiệu ứng xuất huyết. Con tướng này chả có gì để chê cả, mạnh nhất trong hàng SS luôn. Hoặc tăng bạo kích, miễn nhiễm với hiệu quả sợ hãi câm lặng, hóa mạnh. Giờ xếp như này nha. Nhưng cô Han có xứng đáng ở vị trí trên này không? Là một trong hai con này mình nghĩ đại diện cho Team Aria thì chỉ có một trong hai con này thôi. Cắt ba vào Go Han. Mà Aria thì nó cần là sốc đam sớm nha bạn. Chứ con Gohan này cần sốc đam để lết thì bắn được có một quả, mà lúc đấy đồng đội mình chết hết rồi, một quả trưởng đấy nó đảm bảo chết được team địch hay không. Chỉ hạng A thôi, các bà mình thấy cơ động ngon hơn. Các bà bắn được 2 phát cơ mà. Đấy, bây giờ sẽ phân ra vị trí top 1 những con nào đáng chơi nhất. Đầu tiên mình đánh giá cao nhất là Vegeta heo. Heo là con tướng gia cô, heo là tờ răng băng băng, heo là cấp 3 Xeo, Kidbu và Vô Tinh. Top 2 Gỗ Han, con này là con Daguma. Daguma này với nhau chơi với cái đội hình là nó gây hiệu ứng cao, chơi với Bulma cũng được luôn. Daguma kẹp với Bulma đang cũng kỳ khủng ấy, đừng đùa. Đây là những con tướng AOE, hai con tướng này. Quả rốt, Goku, bình thường đây, Sobek.
Đúng đây là cùi. Quá cùi chứ không phải cùi các bạn. Đây là quan điểm cá nhân của mình, không biết là những anh em xem trên kênh của mình thì anh em đánh giá về như thế nào. Anh em đánh giá về những quan tướng anh em thích thuộc dạng và tier list như thế nào, những dạng tốt như thế nào thì anh em có thể comment dưới video này nha. Và lý do anh em chọn như thế nào, có thể là đối với anh em có đấy nghiệp tra thì anh em sẽ cho vị trí top 1. Đó, có đấy ngầu thì anh em cho vị trí top 1. Còn đây là cảm quan đánh giá cá nhân của mình khi mình chơi test con game này được 1 tháng thôi. Trong cái bảng xếp hạng này thì còn rất nhiều con tướng mà nó chưa xuất hiện, như con Wasu Android 18, Yamasu này. Khi bản thân cao hơn 70% máu sẽ giảm 20% tỷ lệ miễn thương. Cái skin cuối cùng này của nó thì cũng không hẳn cùi đâu nha. Ôi dùng là đam béo quá, con này bình thường thôi anh em ạ. Đam béo quá. Chống chịu cao mà đam bé tí này thì toang à. Địch ao e hay xuất huyết thì cũng chết thôi. Bình thường anh em ạ. Rồi anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng xin loạn đấy thôi, thời lượng video cũng khá dài rồi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye nha.